tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi Lâm Đồng đã diễn ra đêm hòa nhạc Đà Lạt Young Pianist Concert của các tài năng âm nhạc trẻ Thiên Sang, Sumi và Đăng Minh. Đây là một trong những sự kiện kỷ niệm Đà Lạt tròn một năm trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO về âm nhạc và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Đến với chương trình hòa nhạc này, khán giả được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc có khi sâu lắng nhẹ nhàng, có khi vui tươi đầy nhựa sống qua các bản nhạc như Swan Lake hay June Baccarolle của Tchaikovsky, The Egyptian Maiden của Jean-Philippe Marot và Granados Spanish Dance No. 5 của Andaluza. Qua các bản nhạc như Swan Lake của The Sarate. Qua những phần biểu diễn xuất sắc của các tài năng nhí sinh ra tại thành phố Đà Lạt như Thiên Sang, Sumi hay Đăng Minh. Đây là những tài năng âm nhạc được phát hiện từ rất sớm và đến nay đã giành được rất nhiều những giải thưởng trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong số đó, tài năng nhí Thiên Sang đã có nhiều giải thưởng xuất sắc tại các cuộc thi piano trong nước và quốc tế như giải ba cuộc thi piano quốc tế Grand Opus, giải nhì cuộc thi quốc tế tại Vienna, giải vàng trong liên hoan âm nhạc quốc tế ở Singapore, giải nhất cuộc thi Grand Prize Virtuoso tại Áo, giải đặc biệt cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ tại Atlanta của Mỹ, giải vàng quốc tế Á Châu. Được biết toàn bộ số tiền vé thu được từ sự kiện này sẽ được gửi tặng đến đồng bào đang gặp khó khăn nơi vùng bão lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.